vừa qua thì đã có khá nhiều những đội bóng trẻ bị xuống nhiều về yếu tố thể lực, rất nguy hiểm. Lại là một đường truyền chưa có độ an toàn. Phá dứt điểm rất căng. Như vậy đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho cầu thủ 95. Một tình huống xử lý cực kỳ đẳng cấp đến từ cầu thủ Hải Dương. Lực sút cực mạnh. Mặc dù là Bùi Tiến Dũng có thể chạm tay được vào bóng, nhưng với một cự ly đúng sở trường đến từ Hải Dương và một lực sút rất tốt như vừa rồi thì thủ môn Bùi Tiến Dũng đã phải bó tay. 1-0 dành cho cầu thủ 95. Phản công. Đối mặt. Không vào. Như vậy vẫn có bàn thắng thứ hai. Và cầu thủ mới vào sân Thành Người đã ghi bàn. Bàn thắng được lập công bởi Duy Cường. Và trước đó thì đồng đội của Duy Cường đã có một tình huống chạy trốn rất thoáng ở một tình huống phản công nhanh đến từ cầu thủ 95. Một pha bóng mà cầu thủ 99 đã lên quá cao ở phần sân của đội bóng 95. Và sau khi vào sân thì được khoảng 2 phút thì Duy Cường đã có bàn thắng thứ hai dành cho cầu thủ 95. Và hai bàn thì vẫn chưa phải là một yếu tố quá lớn. Và chỉ cần cầu thủ 99 cố gắng và tận dụng tốt cơ hội. Phản công. Và đã không thể qua được thủ môn. Hệ thống phòng ngự của cầu thủ 95 vẫn đang có những sự ăn ý. Phản công. Không phải là một đường truyền dành cho cầu thủ Hải Dương. Tiếp tục gia tăng khoảng cách trước cầu thủ 99. Rồi 3-0. Một pha chạy chỗ và dứt điểm cực kỳ tinh tế. Lần này thì không có cơ hội nào dành cho thủ môn Tiến Dũng. Và dứt điểm của M10 Tuấn BB. Và xem lại tiếng quan trọng thì chúng ta thấy rằng là Tuấn BB đã di tuyển tinh quái như thế nào. Một pha đâm xuống bên phía là cánh phải. Và dứt điểm bằng một động tác gọn gàng, vẩy chân rất nhanh. Tuấn BB. Đây là Hải Dương quá gầy, rất dẻo. Vẫn chưa thể có bàn thắng thứ tư. Và 95 thay người. Cầu thủ số 10 Tuấn BB rời sân. Vào sân là ngôi sao Hồng Sơn. Và hậu xem đang bị đầu. Và dứt điểm. Như vậy đã có bàn thắng thứ tư dành cho Văn Cường, Hứa Văn Cường. Và ngôi sao Tân Bến Thượng Hải đã ghi bàn thắng thứ tư. Đồng nghĩa đây cũng là một cú đúp dành cho cầu thủ Duy Cường. Một pha dứt điểm mà khiến cho hệ thống phòng ngự của 99 tất cả đều phải ngỡ ngàng. Và thủ môn Tiến Dũng cũng đã bất ngờ. Một pha xoay con bà cực nhanh bằng chân phải của Duy Cường. 4-0 dành cho cầu thủ 95. Có vẻ như đội bóng 95 thì vẫn chưa muốn dừng lại. Duy Cường dứt điểm ngay, rất nguy hiểm. Phá dứt điểm rất nguy hiểm. Và cầu thủ 95 có sự thay đổi người. Cầu thủ Nguyễn Viên vào sân để thay cho cầu thủ Đình Dốc Hòa. Nguyễn Viên bên phía đội bóng 95. Rất nguy hiểm, không vào. Và xin phép trọng tài Đàm Khải. Có vẻ như cầu thủ Nguyễn Viên chưa đủ yếu tố để thi đấu. Có góc sút cho Bảo Hưởng. Một trận đấu mà cầu thủ 95 đã thành công ở tất cả các vị trí ở trên sân. Họ tấn công hay, phòng ngự hay và thủ môn xuất sắc. Và tiếng còi kết thúc trận đấu đến từ trọng tài Đàm Khải. Chiến thắng cuối cùng 4-0 thuộc về cầu thủ 95 bởi những pha lập công của Hải Dương, Tuấn BB và cú đúp của Duy Cường. Một trận thi đấu mà cầu thủ 99 đã bị lép vế hoàn toàn. Chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu thứ hai tiếp tục ở trong bảng C, cuộc đối đầu giữa 1992 gặp đội bóng trẻ nhất giải 2K7.